Quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine hôm nay có những nội dung sau đây. Liên minh châu Âu tiếp tục hỗ trợ Ukraine gia nhập khối. Đức công bố gói viện trợ quân sự mới cho Kiev. Vì sao Ukraine không thể vận hành toàn bộ phi đội F-16 trong nhiều tháng tới? Chiến thuật tung hỏa mù của Nga tại Zaporizhia khiến Ukraine như ngồi trên lửa. Bây giờ là tin chi tiết. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cho biết họ vẫn cam kết hỗ trợ Ukraine trong việc sửa chữa, phục hồi và tái thiết phối hợp với các đối tác quốc tế. EU cam kết sẽ cung cấp khoảng 45 tỷ euro vào cuối năm 2024 để hỗ trợ các nhu cầu quân sự, ngân sách và tái thiết cho Ukraine. Tuy nhiên, trong bối cảnh mùa đông đang đến gần và hơn một nửa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị phá hủy, Hội đồng châu Âu sẽ tập trung đánh giá những nỗ lực hỗ trợ đã thực hiện, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp ứng phó trong thời gian tới. Theo phóng viên thông tấn xã tại Brussels, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU ngày 17 tháng 10 đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của khối đối với Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để nước này tiến hành các cải cách nhằm đạt được mục tiêu gia nhập EU. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp thượng đỉnh Hội đồng châu Âu diễn ra cùng ngày tại Brussels. Kết luận của hội nghị nêu rõ, EU sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ukraine và hỗ trợ các nỗ lực cải cách của nước này trên con đường gia nhập EU. Các nhà lãnh đạo EU cũng cho biết họ vẫn cam kết hỗ trợ Ukraine trong việc sửa chữa, phục hồi và tái thiết. Hội nghị khôi phục Ukraine tiếp theo sẽ được Italia tổ chức vào tháng 7 năm 2025. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo EU xác nhận rằng EU vẫn cam kết hỗ trợ những người phải di rời chỗ ở do cuộc xung đột Nga-Ukraine, cả ở Ukraine và ở EU. Trong đó, có hỗ trợ tài chính đầy đủ và linh hoạt cho các quốc gia thành viên chịu gánh nặng lớn nhất từ chi phí y tế, giáo dục và sinh hoạt cho người tị nạn. Gói viện trợ mới Đức dành cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga. Các tên lửa dẫn đường, UAV tấn công và hơn 300 UAV trinh sát được kỳ vọng tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev. Chính phủ Đức ngày 17 tháng 10 đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, gồm tên lửa dẫn đường AIM-9L, 4.000 thiết bị bay không người lái UAV tấn công và hơn 300 UAV trinh sát. Gói viện trợ này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga. Tên lửa dẫn đường AIM-9L là vũ khí có hiệu quả cao được sử dụng trong không chiến. Tuy nhiên, số tên lửa này sẽ được sử dụng để phóng từ mặt đất. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cho biết nước này đã chính thức cho phép Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 nước này cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga, nhấn mạnh rằng những hành động như vậy có thể bao gồm việc đánh chặn tên lửa hoặc tấn công các sân bay và các mục tiêu chiến lược khác ở Nga. Trong khi đó, theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Praha, vào năm tới, Ukraine sẽ nhận được thêm đạn pháo hạng nặng từ sáng kiến do Cộng hòa Séc đưa ra nhằm kêu gọi các đồng minh tài trợ thêm cho Kiev. Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala ngày 17 tháng 10 cho biết đã đạt được thỏa thuận với những người đồng cấp Đan Mạch và Hà Lan trong cuộc họp cùng ngày tại Brussels về việc gia hạn cung cấp đạn dược cho Ukraine. Thủ tướng Hà Lan cho biết Hà Lan sẽ cung cấp 271 triệu euro, tương đương 293 triệu đô la Mỹ, để mua đạn pháo cho Ukraine. Trước việc các phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, phía Nga nhiều lần tuyên bố những động thái như vậy không làm thay đổi tình hình trên chiến trường và chỉ làm kéo dài cuộc xung đột. Lô máy bay F-16 đầu tiên được chuyển giao cho quân đội Ukraine vào cuối tháng 7 không thể thay đổi tình hình trên chiến trường theo hướng có lợi cho Kiev. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng cảnh báo Mỹ và các đồng minh NATO rằng Moscow xem sự hiện diện của máy bay F-16 có khả năng mang vũ khí hạt nhân ở Ukraine là mối đe dọa hạt nhân. Chỉ có một số ít là phi công có kinh nghiệm và chúng tôi vẫn đang tiếp nhận thêm nhiều phi công có kinh nghiệm hơn và cũng có những người chưa qua đào tạo. Tờ Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ cho hay. Theo tờ Wall Street Journal, Mỹ đã thay đổi chương trình đào tạo phi công Ukraine là máy bay chiến đấu F-16 và bổ sung thêm những học viên trẻ hơn, chưa có kinh nghiệm bay trước đó. Quyết định tập trung đào tạo cho học viên thay vì thành viên không quân giàu kinh nghiệm có thể kéo dài hơn dự định. Đồng thời, chính quyền Kiev phải chờ đợi thêm nhiều tháng nữa mới vận hành được phi đội F-16 đầy đủ trên chiến trường. Trước khi quyết định được đưa ra, Ukraine
cũng khó có thể sở hữu đủ 20 chiếc F-16 và 40 phi công để vận hành chúng. Dự kiến kế hoạch này thực hiện sớm nhất là vào mùa xuân hoặc mùa hè năm sau. Động thái thay đổi chương trình đào tạo là do Ukraine thiếu phi công có kinh nghiệm, sở hữu khả năng tiếng Anh cần thiết để tham gia chương trình. Ngoại trưởng Nga từng cảnh báo Mỹ và các đồng minh NATO rằng Moscow xem sự hiện diện của máy bay F-16 có khả năng mang vũ khí hạt nhân ở Ukraine là mối đe dọa hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, máy bay phản lực F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine không đủ sức mạnh để thay đổi tình hình trên chiến trường và xem chúng là mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga. Tổng thống Putin cũng tuyên bố, máy bay F-16 giống như thiết bị khác của phương Tây được chuyển giao cho Kiev và chúng sẽ bị phá hủy. Nỗi lo sợ của Ukraine về việc Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh Zaporizhia miền nam nước này đang gia tăng khi lực lượng Nga đã đạt được tiến triển dọc theo biên giới giữa tỉnh Donetsk và Zaporizhia, đồng thời tăng cường các cuộc không kích vào thủ phủ của khu vực. Phát biểu với báo chí, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ miền nam Ukraine cho biết Nga đang chuẩn bị mở đợt tấn công mới vào các khu vực tiền tuyến bị bao vây xuyên qua vùng Zaporizhia, vốn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động hậu cần của Kiev ở phía đông. Cụ thể, Nga đã tăng cường binh sĩ có khả năng đẩy mạnh các cuộc tấn công mới gần thành phố Orykhiv của Zaporizhia và ngôi làng Robotin đang bị bao vây trong vài ngày tới. Nếu đạt được bước đột phá, Moscow có thể khai hỏa vào các tuyến đường hậu cần nối Zaporizhia với phía đông Ukraine. Ông Vladislav Voloshin cho biết khi được hỏi về những báo cáo cho rằng lực lượng Nga đang tập trung để đột phá theo hướng Orykhiv, cách Zaporizhia khoảng 50 km về phía đông nam. Quân đội Nga dường như đang cố cắt đứt huyết mạch hậu cần của chúng tôi bằng mọi giá, ông Vladislav Voloshin nhấn mạnh. Quan chức này cho biết thêm, khu vực chiến đấu này khá phức tạp. Trước đó, chúng tôi đã báo cáo rằng các nhóm tấn công của Nga đang tập trung ở đây. Trong nhiều ngày, đối phương đã tiến hành các hoạt động chiếm giữ vị trí của chúng tôi. Tình hình liên tục thay đổi và tiền tuyến chuyển dịch theo hướng này hoặc hướng khác. Tuy vậy, lực lượng Nga đã không đạt được thành công đáng kể nào. Động thái trên diễn ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc chiến, khi cả Nga và Ukraine đều hướng đến việc củng cố vị thế của các bên trước khả năng diễn ra một cuộc đàm phán hòa bình. Trong những tháng gần đây, lực lượng Nga đã có những bước tiến ở phía đông Ukraine, đặc biệt là giành quyền kiểm soát thị trấn quan trọng Akhleda vào đầu tháng 10 năm 2024. Với lợi thế đáng kể về quân số và vũ khí, không có dấu hiệu cho thấy Nga bỏ mục tiêu chiếm thêm lãnh thổ Ukraine khi mùa đông gần đến. Tỉnh Zaporizhia ở phía đông nam Ukraine là một trong bốn tỉnh mà Nga tuyên bố đã sáp nhập vào tháng 9 năm 2022. Mặc dù lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 1/3 diện tích tỉnh này, trong đó có cả các thủ phủ khu vực. Các chuyên gia cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu rằng những động thái gần đây của Nga có báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc tấn công lớn vào vùng Zaporizhia hay không. Nhưng hoạt động như vậy khó có khả năng xảy ra trong tương lai gần, vì Nga vẫn tập trung vào mặt trận phía đông. Ông John Hardy, phó giám đốc chương trình Nga tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ, nói với tờ Kiev Independent rằng "Tôi không nghĩ Nga có đủ lực lượng để duy trì một cuộc tấn công như vậy, trong khi vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự ở tỉnh Donetsk, nơi được cho là ưu tiên hàng đầu." Theo báo cáo của quân đội Ukraine, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công dọc theo biên giới giữa Donetsk và Zaporizhia và đã đạt được một số thành quả chiến thuật hạn chế trong những ngày gần đây. Ngày 14 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã chiếm được một ngôi làng ở vùng Zaporizhia, cách thành phố Zaporizhia khoảng 170 km. Khi được hỏi về điều này, ông Voloshin cho biết tình hình đang thay đổi nhanh chóng, đồng thời lưu ý không bên nào có thể giành lại thế chủ động. Nhóm giám sát Deep State lưu ý, Levadne đã nằm trong vùng xám tính đến ngày 16 tháng 10. Các nguồn tin của Nga và Ukraine cũng đưa tin về những bước tiến của Nga về phía ngôi làng Novodarivka gần đó và ở khu vực phía tây nam Velika Novosinka. Trong hai ngày qua, lực lượng Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trên bộ gần trung tâm của tỉnh Zaporizhia, nhưng vẫn chưa đạt được thành quả đáng kể. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, khu vực này từng là trọng tâm của cuộc phản công mà Ukraine thực hiện ở phía nam năm 2023. Kiev đã giành lại Robotin và một số khu định cư nhỏ khác, nhưng không có bước đột phá lớn.
việc Nga tiếp tục tiến công vào khu vực Zaporizhia không phải là điều bất ngờ. Hồi tháng 9 vừa qua, quân đội Ukraine báo cáo Nga đã tập hợp lực lượng và thiết bị cho các hoạt động tấn công trong khu vực này. Tuy nhiên, ông Voloshin đánh giá Moscow chỉ tiến hành các cuộc tấn công nhỏ lẻ, còn để thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào Zaporizhia, họ sẽ cần lực lượng hùng hậu hơn. Ông Petro Andriushchenko, cố vấn cho thị trưởng thành phố Mariupol do Nga kiểm soát, đã chia sẻ video cho thấy cảnh quân đội Nga chuyển số lượng lớn binh sĩ từ Novorossiysk qua Mariupol đến quận Polihi, nằm gần tiền tuyến hơn ở phía đông Zaporizhia. Đồng thời, Nga cũng tăng cường các cuộc không kích vào Zaporizhia, phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Quân đội Nga bắt đầu sử dụng bom dẫn đường có sức công phá lớn tại Zaporizhia vào ngày 23 tháng 9. Trước đó, Moscow chỉ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Thống đốc tỉnh Zaporizhia, ông Ivan Fedorov cho biết, bom dẫn đường do Nga phóng có thể bay đến thành phố trong vài phút. Những quả bom này gần như không thể bị bắn hạ và Nga đang sản xuất một số lượng lớn. Mặc dù Ukraine liên tục cảnh báo nguy cơ Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào tất cả các khu vực của tiền tuyến, nhưng hành động của Nga ở Zaporizhia vẫn tương đối hạn chế, với trọng tâm chính vẫn là các khu vực do Ukraine nắm giữ ở Donetsk. Kiev Independent dẫn nhận định cùng một số chuyên gia nêu rõ. Ở Zaporizhia, Nga có thể đã đạt được một số lợi thế cục bộ, nhưng không gì có thể thay đổi đáng kể tình hình chung trong khu vực. Nhà phân tích Emin Kastehemi thuộc nhóm Blackbird có trụ sở tại Phần Lan đánh giá. Nga tuyên bố chiếm được Levadne, nhưng khu vực này có vẻ như không phải là một ngôi làng vì chỉ có một vài tòa nhà. Tòa nhà lớn nhất trong số này có thể dùng làm nơi trú ẩn cho xe cộ, đã bị phá hủy thành từng mảnh. Để chiếm được Levadne, Nga chỉ cần tiến thêm khoảng 3 km qua một vài cánh đồng. Theo chuyên gia Hadi, vẫn chưa rõ những bước tiến của Nga gần Levadne và Novodarivka có báo hiệu một trục tấn công liên tục ở khu vực đó hay không. Ông Hadi nhận định, Nga hiện đang tấn công về phía Velika Novosinka từ khu vực Zolotaniva gần Akleda. Điều này phù hợp với nỗ lực lớn hơn của Nga nhằm đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi phía nam Donetsk. Còn chuyên gia Kastehemi nhấn mạnh rằng, các cuộc tấn công trên bộ gần đây của Nga vào Zaporizhia được thực hiện với lực lượng tương đối hạn chế, cho thấy Moscow không chuyển hướng trọng tâm của chính họ. Có thể đó chỉ là quyết định của các chỉ huy Nga tại địa phương, ông nói thêm. Với những nguồn lực lớn mà Moscow đã triển khai để chống lại cuộc tấn công liên tục của Ukraine và tỉnh Kursk, nhà phân tích quốc phòng Konrad Muzika nhận định, quân đội Nga không có khả năng tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn ở Zaporizhia. Theo ông, đây có thể là chiêu bài của Nga để khiến lực lượng Ukraine bị đánh lừa rằng Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn hơn, buộc Ukraine phải phân tán lực lượng và triển khai lực lượng dự bị bảo vệ Zaporizhia. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng đưa ra quan điểm tương tự trong báo cáo đánh giá tình hình chiến sự, nhấn mạnh rằng họ không thấy Nga tập hợp đủ nhân lực và nguồn lực cần thiết cho một cuộc tấn công lớn vào Zaporizhia như những gì đang diễn ra ở miền đông Ukraine. Nga đã tái triển khai các lực lượng ở khu vực biên giới Donetsk, Zaporizhia và nhiều nơi khác ở miền nam Ukraine để ứng phó với cuộc tấn công của Kiev và tỉnh Kursk, báo cáo cho biết. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, hoạt động điều động quân ở những khu vực ít giao tranh ở mặt trận miền nam Ukraine có thể là nỗ lực nhằm chuyển hướng sự chú ý của Ukraine khỏi các cuộc tấn công ưu tiên của Nga tại tỉnh Donetsk và khiến Kiev phải phân tán lực lượng. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.